trái cây, âm nhạc và wifi. Những thứ nghe qua chẳng liên quan lắm với nhau như thế này lại được anh Hoàng Văn Hiển kết hợp thành 3 trong 1. Giữa cái nắng hè oi ả của Sài Gòn, xe trái cây của anh Hiển chạy trên đường khiến không ít người thích thú vì vẻ ngoài mát mắt. Không chỉ bán trái cây, chiếc xe này còn phục vụ cả âm nhạc, wifi và miễn phí tiếng cười giòn tan của ông chủ. 2 năm trước, anh nghĩ ra ý tưởng phủ xanh chiếc xe của mình. Anh mua hoa cỏ nhân tạo, loa nhạc, bản viết, áp phích về trang trí lên xe. Không lâu sau, anh còn chịu chơi hơn, gắn cả wifi để phục vụ khách, rồi trồng luôn cỏ lên chiếc nón bảo hiểm. Mình bán được 8 năm. Mình xe này mình làm được 2 năm nay. Mình bán trái cây thì nó cây cối thì liên quan đến màu xanh, thì mình có ý tưởng này làm chiếc xe màu xanh này. Đấy, cái nhất, cái hai nữa là bảo vệ môi trường. Mình muốn tại vì bây giờ cái môi trường nó ô nhiễm quá, mình muốn làm cái màu xanh này, thứ nhất cho nó thân thiện, thứ hai nữa là bảo vệ cái môi trường cho nó trong sạch. Nhiều người nói ông chủ xe trái cây này có tâm hồn nghệ sĩ. Ngoài âm nhạc, xe trái cây của anh cũng đầy chất văn với những tấm biển quảng cáo ngộ nghĩnh và không kém phần duyên dáng. Nhiều khi mỗi lần cháu đã đến là nghe tiếng nhạc là đã biết là cháu đã tới rồi. Cô cũng thường mua hàng của cháu lắm. Cháu nói chung là cháu nó bán cái gì thì cô mua cái đó. Rồi cô thấy ý tưởng của cháu rất độc đáo, khéo tay, viết chữ đẹp. Rồi hàng thì ăn thì cũng ngon, giá thì bình dân. Rồi cháu nó cũng vui vẻ, thoải mái, tha hồ, muốn ai lựa chọn như thế nào cũng được. Tinh thần lạc quan, yêu thiên nhiên, môi trường của anh Hiển chắc hẳn là điều mà khách hàng của anh nhớ nhất bên cạnh chiếc xe xanh mướt có 102 này. Người ta nhìn người ta cũng thích lắm. Đang đi đường thì nhiều người đã quay lại chụp hình. Mình thiết kế cái nón này đội cho nó mát, trời nó nắng, nó nóng lực thôi. Mình thiết kế nón này đội cho nó mát, che thôi khỏi cái phần mặt đi để cho nó thấy vui chứ. Cứ vậy, mặc cái nắng Sài Gòn khó chịu đến đâu, chiếc xe ngồ ngộ của anh Hiển vẫn rong ruổi nhiều con đường, ngõ hẻm. Đầu đó giữa Sài Gòn, cứ nghe tiếng nhạc bolero sập sình vang vọng, thấy loáng thoáng một màu xanh mát từ xa là biết ngay anh bán hàng rong yêu đời sắp tới.